Người đàn ông này chẳng biết gặp phúc hay họa khi trên đường đi vớ được nữ sinh vô cùng ngọt nước. Đi nhờ có đoạn đường mà em ấy bảo sẽ trả công, hôn lên tay cho sờ bóng bưởi, dâng tận mùng rồi đấy ăn đi anh. Thế là sau ngày đó Châu già được gặm cỏ non, trẻ con thì chơi đồ cổ. Bất kể ngày đêm đoàn tàu vẫn lăn bánh chạy vào đường hầm sâu hun hút. Vậy nhưng cuộc đời thường là những cú lừa đau điếng, người đàn ông phát hiện ra cô gái rất có thể là con ruột của mình. Khi xưa gieo giống tùm lum nên anh không hề biết, nay chén rồi mới ối rồi ôi. Trong chuyến đi công tác ở Florence, kiến trúc sư Giulio tới thăm một khu vườn của người dân địa phương, đồng thời đây cũng là địa điểm khách hẹn gặp để mua của anh bức tượng. Do đang thèm tiền nên Giulio đến trước, giao dịch xong không có anh Hải nên phải tự quay xe. Trên đường về anh gặp một cô gái tóc vàng dài rũ rượi, thấy trai lạ liền lấy sách che mặt tỏ vẻ thẹn thùng. Giulio cất tiếng gọi cô gái nhoẻn miệng cười đáp lễ, người đâu mà ta nói nó xinh lạ xinh nùng. Giulio ngỏ ý chở cô gái về cho đỡ cực, đồng thời tranh thủ ăn câu chuyện câu trò cho nó bớt vui. Anh liếc mắt thấy cô nàng cầm trên tay cuốn sách giáo khoa thực vật học nên mạnh dạn đoán cô ấy nghề nghiệp sinh viên. Mà đã là sinh viên thì hầu hết đều cần tiền bởi đa số họ không có thời gian rảnh làm thêm. Giulio liền mở lời mình đang tìm kiếm sugar baby, mục đích trò chuyện cho đỡ chán, hứa chẳng làm gì nữa đâu. Cô gái vừa nghe đã thấy mùi thum thủm, cắt ngang lời bảo anh ấy đừng có mồm điêu. Cứ như thế họ trò chuyện thêm nhiều điều về cuộc sống, xe đi qua đám khói thì đã tới địa điểm phải dừng. Giulio xin nhan quẹo trái định mở cửa, cô gái liền giữ tay anh lại hỏi có thấy tiếc nuối gì không. Cô chủ động cầm tay Giulio hôn vài cái, rồi kéo nhẹ cho anh ấy lướt qua ngọn núi đôi. Nhưng thế méo nào Giulio chỉ cười bảo thôi cháu, nhà bao việc khi khác chú tìm hiểu sau. Giulio xuống xe tới nói chuyện với người làm vườn, cô gái nhìn theo bất giác nở nụ cười đầy hứng thú. Anh lấy mảnh giấy giới thiệu để tới tìm đối tác làm ăn, lúc quay lại đã thấy cô gái lên xe của thanh niên làng vẫy tay chào rời đi. Giulio khẽ gượng cười kiểu tiếc của rời, nhưng may thay cô gái để lại mảnh giấy ghi vài lời nhắn và số điện thoại của mình cho anh. Tối về nhà Giulio gọi điện rồi đến phòng trọ của cô ấy, họ xếp hình đến tận lúc gần nửa đêm. Anh nhâm nhi ly cà phê nhìn cô gái ngủ trên giường, vén tóc ra thì thấy cô ấy chảy dãi ướt hết cả đệm lẫn chăn. Anh ấy mặc quần áo ra ngoài hít khí trời buổi sáng, tiếng chuông nhà thờ khiến Giulio giật hết cả mình. Quay vào trong thì cô gái kia đã rời khỏi nhà, chỉ có người bạn Cecilia vừa về sau đêm phải đi ngủ lang. Cô ấy thoải mái cởi quần áo lên giường đắp chăn, Giulio đứng đó mà cũng ngượng tái mặt. Anh hỏi Cecilia thì biết được bạn cô ấy tên là Francisca, thế là cảm ơn ra về mà không thịt luộc luôn. Ngày hôm sau Giulio gặp lại bạn cũ giờ đã là nông dân thành đạt, họ rảo bước cùng nhau ôn lại chuyện cũ, cái ngày còn bé hay cởi chuồng tắm sông. Giulio nhớ như in cái lần đi ăn trộm mít, đám bạn chạy hết còn mình bị chủ nhà bắt đứng ôm cây. Cả hai vào một nhà hàng gần đó gọi đồ uống, Francisca bất ngờ xuất hiện cùng những người bạn. Cô ấy đi ngang qua Giulio cất tiếng hỏi, anh liền đứng dậy bảo Francisca ngồi xuống nhập mâm. Thế nhưng cô gái kêu xa nở nụ cười đều, rồi đi vào bốt điện thoại gọi về nhà. Giang đứng bến tre, Francisca nhìn Giulio với ánh mắt đầy mơn trớn, điều đó khiến anh ấy bị thu hút mà mất đi sự tập trung. Người bạn thấy lạ liền cất tiếng hỏi họ có quen biết, Giulio thành thật rằng đã từng gặp qua. Lúc này anh ấy mới nhắc đến Fosca, một cô gái trong nhóm bạn chơi từ thuở thiếu thời. Anh nhận xét Teresa rất giống với cô ấy, dù cho độ duyên dáng thì có phần kém mẹ ngày xưa. Người bạn thêm câu sao con bé nhỉ không giống cậu, Giulio nghe vậy thì mặt ngắn tũn như cái bơm tỏ vẻ đầy lo lắng. Lúc này người bạn mới bảo Francisca chính là con gái của Fosca và không may mẹ cô bé đã mất cách đây 6 năm trước. Ngày xưa Giulio đã đưa Fosca đi công tác theo một nhà thầu, nhân tiện họ có chuyến du lịch thăm thú châu Phi. Và tất nhiên Giulio đã trịch con bạn, còn có ra sản phẩm không thì anh chẳng rõ. Giulio toát mồ hôi chối đây đẩy. Không thể nào Francisca lại có thể là con của mình được. Bởi sau chuyến đi Fosca không hề nói gì đến việc đó, hơn thế nữa cô ấy cũng yêu thêm vài người về sau. Anh ấy cho rằng cũng có thể nhầm lẫn, nhưng khuyên Giulio nên xác minh thật giả ra sao. Người bạn tiết lộ mình nghe Teresa kể lại, Giulio ngay lập tức đến gặp cô ấy hỏi cho rõ ngọn ngành. Teresa nói rằng mình cũng không chắc chắn về thân phận của Francisca, chỉ biết cô bé được sinh ra một năm sau khi Fosca kết thúc mối quan hệ với Giulio. Trước khi rời đi cô ấy có hỏi Fosca rằng cái thai có phải của Giulio, nhưng Fosca chỉ cười và giữ im lặng. Giulio lòng chất chứa ngổn ngang dạo ra hiên ngắm khu vườn, anh muốn gặp chủ sở hữu của nó để mua một bức tượng cổ. Một bà cụ đeo kính lão vui vẻ quan sát bên dưới, thấy Francisca liền nhận xét cô gái đó rất giống Giulio, bà còn bon mồm hỏi, con gái anh à nhìn duyên dáng thế. Đến nước này thì Giulio cũng hoài nghi về thân phận của Francisca, anh quyết định sẽ phải thận trọng trong những lần gặp mặt sắp tới. Tối hôm đó Giulio dẫn Francisca và bạn cùng phòng của cô ấy đi ăn. Francisca nghịch ngợm làm điệu bộ Aji mơi mơi, lại còn hất đầu gối ra hiệu cho lũ sa chim cút, đừng có ngồi đấy mà làm kỳ đà cản mũi. Con bạn lì ngồi nhâm nhi điếu thuốc, Francisca ngay lập tức sút cho cái rõ là đau. Lũ sa đành lấy áo cất lời chào về trước, để cặp đôi chú cháu có khoảnh khắc riêng tư. Francisca thò tay vào áo lấy hạt lạc vừa rơi, đồng thời chất vấn Giulio sao lại tránh mặt mình. Hết cách anh đành bảo bản thân đã kết hôn, hơn thế nữa con cái đủ đầy và hiện đang vô cùng hạnh phúc.
Francisca liền nói rằng mình chỉ thích trịch dạo, chứ đảm bảo không làm gì ảnh hưởng đến Giulio. Dù là vậy nhưng Giulio vẫn phải giữ khoảng cách, dẫn Francisca lên phòng là bảo có việc gấp cần phải về ngay. Mặc cho Francisca gạ lên nhà làm cái, Giulio phải bỏ ngoài tai vì có nỗi khổ riêng, trong đầu anh không ngừng nghĩ đến khả năng Francisca là con gái của mình. Anh ấy trở về Rome khi trời đã tối, vào nhà thấy vợ liền lên tiếng hỏi con đâu. Anh trách Alaria nuông chiều Elaria quá thể, con hư tại mẹ các cụ nói cấm có sai. Alaria không phụt nên to tiếng trả treo, nó 18 tuổi rồi được quyền làm những điều mình muốn. Một lát sau Alaria về nhà, mồm như cái bát nhang trước mặt ông bà bô phì phèo điếu thuốc, điều đó khiến Giulio vô cùng giận dữ vỗ đùi phành phạch rồi bỏ đi. Hôm sau Giulio đến trường tìm Francisca, nhưng cô ấy đi chơi nên anh chỉ gặp được Cecilia. Anh về phòng bọn họ nấu ăn chờ đợi, Cecilia đứng nhảy như con dở cổ vũ tinh thần. Hai chú cháu dù mới quen nhưng rất thân thiết, thậm chí Cecilia còn sẵn sàng cởi và mở cho Giulio xem. Vậy nhưng lúc này anh ấy chỉ quan tâm tới Francisca nên ngồi trò chuyện tìm hiểu thêm về cô bé. Bếp đang đun bốc lên mùi khét khiến Giulio giật mình, chạy lại xem thì may quá vẫn còn ăn tốt. Đợi lâu sốt ruột Giulio liền nhờ Cecilia gọi cho Francisca, cô ấy cầm điện thoại mà tư thế ngồi chấm hết, có là bụt cũng phải nuốt nước bọt chứ huống gì Giulio. Thế rồi Cecilia lại bày trò trêu gạo, chạy đến ông chú cù nách cho cười đến vỡ bụng luôn. Francisca bước vào nhà thò tay tắt nhạc, nhìn họ nô đùa thì tức giận cố thủ trong phòng không chịu ra. Nghe tiếng bạn gọi cô càng tủi thân bật khóc, cả ngày hôm ấy chẳng chịu ăn uống gì. Giulio trở về tới nhà một người đồng nghiệp mới hay tin động trời, đứa con gái của anh đang mang thai và có ý định phá. Nẫu hết ruột gan Giulio đến gặp Francisca vào buổi tối, vừa dừng xe thì thấy một thanh niên xách đàn tới chơi. Giulio lo lắng gọi điện cho Francisca, bảo cô ấy đuổi thằng kia về không lại mang bầu thì chết. Hôm sau anh ấy nói chuyện với Elaria, yêu cầu con gái gọi cho cái thằng làm mình phình bụng. Nhưng Elaria khẳng định người yêu không có lỗi, lỗi là ở việc mình quên uống thuốc phòng ngừa. Đến đây thì Giulio cũng cạn lời với đứa con gái, ngu chẳng khác nào mẹ nó ngày xưa. Elaria quay bừa một số rồi đưa bố gọi, đầu dây bên kia là tiếng ò ý e con bò kéo xe. Đang lúc lửa giận hừng hực thì Francisca tìm đến tận nhà, xin phép Alaria cho mình gặp chồng cô một tí. Francisca thông báo sắp có một cuộc đua ngựa và mong muốn Giulio chở mình đi xem. Chiều hôm đó hai người đã có thời gian bên nhau vô cùng vui vẻ. Sau cuộc đua Giulio về nhà cùng cha nuôi Francisca ăn tối, Bartolo đã có tuổi nhưng vẫn còn rất thanh niên tính, ông tấu hề khiến mọi người cười đến phụt cả cơm. Giulio muốn gần gũi Francisca với tư cách của một người cha, nhưng cô ấy không biết nên vẫn hồn nhiên muốn xếp hình. Tối muộn Giulio chở cô ấy về nhà, nhưng bên trong có khách nên họ tới khách sạn thuê phòng giường đơn. Francisca hào hứng nhảy lên giường lột sạch đồ đắp chăn, còn Giulio thì vào trong phòng tắm cố thủ. Francisca giục anh nhanh lên nhưng Giulio xả nước giả vờ tắm, anh ngồi soi gương tự mình nhìn nhận lại bản thân. Tới tận khuya khi tưởng Francisca đã ngủ, Giulio mới lặng lẽ rời đi mà không nói câu gì. Nhưng đang vật thì làm sao ngủ nổi, Francisca chỉ giả vờ nhắm mắt như vậy thôi. Giulio đi rồi cô mới trùng chăn bật khóc, không hiểu sao mình ngon thế mà anh ấy lại chê. Giulio gọi điện cho người bạn một lần nữa, hỏi xem tình hình đã tìm thêm được manh mối gì chưa. Người bạn bảo rằng có một công chứng viên đang giữ bức thư mà Fosca để lại, trước khi đi cô ấy đã gửi cho cha của Francisca. Theo thông tin nắm được Giulio tìm tới vị linh mục, nhưng ông ấy nói Fosca đã lấy lại bức thư vài năm sau đó. Cô ấy cho biết do mình đã tìm được người sẵn sàng chăm sóc con gái, vậy nên việc tìm cha đẻ của nó không cần thiết nữa. Giulio hỏi vị linh mục tên của người được đề cập trong bức thư, nhưng ông ấy bảo lâu rồi nên mình không thể nhớ. Đến nước này Giulio không thể giấu Francisca thêm nữa, anh quyết định sẽ nói mọi chuyện cho cô ấy nghe. Họ gặp nhau tại một nhà hàng trong ngày hôm đó, Giulio kể lại sự tình và giải thích đó là lý do anh giữ khoảng cách với Francisca. Cô ấy ngồi nghe mà thấy mông lung như một trò đùa, cái tình thế này hỏi rằng ai mà dám sẽ đến với bản thân. Có cuộc điện thoại nên Giulio ra ngoài trong chốc lát, khi trở về thì Francisca đã bỏ đi. Cô ấy nghĩ đến hoàn cảnh của mình mà tủi thân bật khóc, sau đó quyết định gặp Giulio để nói rõ mọi vấn đề. Francisca bảo rằng mình không có người cha nào khác ngoài Bartolo, làm gì có chuyện 20 năm dài biệt tăm biệt tích, giờ chén tôi rồi lại tự nhận là cha. Buồn bã Giulio trở về nhà và thấy vợ đang thu dọn hành lý, anh giật mình tưởng cô ấy bỏ theo trai. Nhưng Alaria trấn an mình chỉ đến Madrid cùng con gái để chăm sóc cái bào thai nhân tiện gặp bạn trai của nó. Bọn họ nói về cuộc hôn nhân bao năm gắn bó, tình cũng có mà chữ nghĩa cũng vẹn nguyên. Alaria khẳng định mình vẫn yêu chồng, nhưng có thể em đang bị Covid nên cần cách ly. Cô dự định sẽ đến Madrid sống một mình trong thời gian ngắn, đồng thời tranh thủ đi du lịch đó đây. Vài ngày sau Alaria tìm về gặp cha báo tin dữ, người yêu là thằng bóng nên cô sẽ một mình nuôi con. Hai người tâm sự chút bỏ mọi hiềm khích, Alaria cũng xin lỗi bố vì bấy lâu nay không nghe lời. Giulio thương con gái lắm, trấn an Alaria rồi sắp xếp cho cô ấy đi nghỉ dưỡng tại một nơi xa. Bản thân anh ấy cũng thấy vô cùng thoải mái, chẳng cần lo nghĩ tới điều còn chưa được xác minh. Giulio dẫn Francisca tới một quán bar, nhạc sập sình anh vui vẻ hồi xuân. Trở về nhà bất biết có phải con rơi con vãi,
Julio nhấp lấy nhấp để. Họ dành cả ngày hôm sau để bên nhau. Bồn tắm trở thành chiến trường giao hợp, nước xà phòng thay chất bôi trơn, hai con người quần nhau từ tối tới sáng. Sang ngày hôm sau họ cùng đến rạp xem một bộ phim mà Francisca thích. Julio đêm qua mất sức nên ngồi ngủ quên. Lúc tỉnh dậy anh đã không còn thấy Francisca đâu nữa, ngụ ý rằng chuyện của họ đã ân đoạn nghĩa tuyệt kể từ đây. Đúng là cuộc đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, các ông liệu mà đi gieo mầm khắp thiên hạ nhé, ra đường đánh bừa cũng phải con thì mệt mỏi lắm. Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn cả nhà.